niềm tin cho những chuyến bay, đó là phương châm được mỗi người lính thợ hàng không lữ đoàn 954 quân chủng Hải quân xây dựng và thực hiện. Sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của các anh góp phần quan trọng nâng cao khả năng và phạm vi hoạt động và cả sự an toàn cho mỗi chuyến bay biển. Đặc biệt là khi hoạt động ở những vùng biển xa thì công tác đảm bảo hàng không lại càng có ý nghĩa rất quan trọng. Công tác kỹ thuật hàng không là nhiệm vụ đặc thù, có nhiều nét khác biệt so với công tác kỹ thuật của các quân binh chủng khác. Trong hành trình đi biển dài ngày, việc giữ cố định máy bay, chuẩn bị cho bảo dưỡng được chú trọng trước hết. Những tấm lưới chuyên dụng giúp chống trượt trên sàn tàu được trải ra một cách cẩn thận. Từng công việc tuân thủ quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành hàng không quân sự. Tàu sẽ là làm các công tác chuẩn bị ban đầu. Thứ nhất là chuẩn bị về sân bãi, chuẩn bị về các cái phương tiện thông tin để dẫn đường cho máy bay. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có trách nhiệm là chuẩn bị các cái nội dung về phục vụ cho máy bay, ví dụ như phục vụ về điện, khí và nhiên liệu để cho máy bay đảm bảo hoạt động tốt. Để có thể đáp ứng và hòa mình vào nhiệm vụ giao lưu hải quân quốc tế, những người lính thợ này được rèn luyện thường xuyên cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng. Với sự theo sát của người lính thợ hàng không trong mỗi nhiệm vụ, chi phí bảo dưỡng K-28 được giảm đi rất nhiều mà chất lượng kỹ thuật vẫn được đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 20 năm gắn bó với nghề, song tính cẩn thận trong từng phiên làm việc luôn được Trung tá Phùng Văn Cường và đồng đội đặt lên hàng đầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì cán bộ nhân viên kỹ thuật cũng đã phát huy hết cái trách nhiệm, làm chặt chẽ đúng theo cái quy trình. Và đến thời điểm này, qua các đợt công tác thì đã thực hiện tốt các nội dung và bảo đảm tuyệt đối an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Mỗi lần nổ máy, các thông số kỹ thuật có các yêu cầu kiểm tra riêng. Bằng những kỹ năng lành nghề, các anh có thể nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất của động cơ. Nhờ làm tốt công tác bảo dưỡng, nên dù làm nhiệm vụ bay trong điều kiện nào trong chuyến đi biển dài ngày, máy bay luôn sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về đối với lực lượng kỹ thuật chúng tôi, nhất là những đều là những được đào tạo cơ bản qua nhiều năm công tác, dày dặn kinh nghiệm, có tâm và có tay nghề vững vàng, đã được thử thách qua nhiệm vụ, nên là đối với lực lượng kỹ thuật thì hoàn toàn yên tâm về cái hệ số kỹ thuật bảo đảm cho máy bay chúng tôi. Mọi thắng lợi trên không đều bắt nguồn từ mặt đất. Công tác bảo dưỡng được đảm bảo giúp nâng cao tầm hoạt động của máy bay K-28. Cùng với chiến hạm Gepard, trực thăng săn ngầm K-28 được trang bị các thiết bị và vũ khí có thể phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm, nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo.